À, giờ thì cắt mình bày các bạn nâng cấp cầu thủ Rem Lewis Sucker 09, nâng cấp kiểu gọi là nâng cấp bệnh viện á, không có 3 lần. Ví dụ là xem là tên của mình nha, cho bạn xem trước này. Dù đây nha, đội hình của mình nha. Đây là đội hình của mình này. Các bạn vét chẳng hạn nha. Một lần này, hai lần này, ba lần này. Ở đây, cái này nhá. Không được nhá. Giờ mình thoát ra. Rồi, mình có tập tin. Trước tiên là có tập tin nha. Tập tin. Ok. Chúng ta vô bộ nhớ trong. Các bạn làm thế nào vô được nào cũng được. Mình sẽ là vô được bộ nhớ trong này. Rồi. Chúng ta lướt qua Android hay là đặt tiếp tục data chưa các bạn? Rồi, hay là data này. Rồi chúng ta lướt xuống. Đây. Fit trước game chấm DLS3 này. Danh mục này. Ta chọn file. Chọn file nha các bạn. Chọn file. Rồi. Đây ở vùng này. Thì chúng ta lướt xuống. Chọn xóa tất cả này. Xóa, xóa tất cả nha. Mình để lại một danh mục thôi. Là profile.dat. Để lại cái này thôi. Xóa. Ok. Thứ hai là trước khi bạn vô game để nâng cấp được thì chúng ta phải tắt tắt wifi nào, để khi chúng ta vào game á, vào lại game thì nó sẽ tự động tải tải lại cái phần lúc nãy mình đã xóa thì mình sẽ nâng cấp không được. Đây, chúng ta lại vào lại game này. Thứ nha. Thử xem sao nào. Rồi. Một lần này. Chưa. Bốn lần này. Năm lần này. Sáu lần. Rồi. Rồi. Rồi, chúc các bạn may mắn.